Một công đôi việc, anh tài xế xe ôm công nghệ nhiệt tình giúp khách hàng hết cô đơn khi không chỉ chở đến quán ăn mà còn ngồi ăn cùng luôn cho vui. Câu chuyện được một anh thanh niên chia sẻ về trải nghiệm của bản thân khi có một cô người yêu với khả năng ngoại giao siêu đỉnh. Chuyện là người yêu anh có một cô bạn thân, hiện giờ vẫn đang FA. Hôm đó cặp đôi và bạn thân muốn đi ăn mà không nỡ nhìn bạn mình bơ vơ, nên cô người yêu đã mở điện thoại book ngay một anh xe ôm công nghệ để chở bạn mình. Nhưng mà chưa hết đâu, tới quán ăn, sợ bạn ngồi một mình ngắm cặp đôi tình tình tứ tứ thì tủi thân, nên cô nhanh trí ngỏ lời mời luôn anh xe ôm công nghệ vào ăn cùng cho nó đồng vui ấm áp thắm tình thân. Được cái anh này cũng nhiệt tình nên đồng ý luôn. Đấy, thế là bữa ăn đơn giản nhẹ nhàng mà ai cũng vui. Bây giờ dịch vụ xe ôm công nghệ hiện đại quá, bonus thêm các tiện ích đi kèm như thế này nữa thì đúng là con gì bằng. Các thanh niên FA mà muốn Noel này có người đi chơi cùng có khi cũng nên tham khảo cách này xem nhỉ. Chỉ cần gặp được anh xế nhiệt tình thì mọi thứ nó easy luôn. Cả nhà nghĩ sao về màn book xe ôm đẳng cấp chất lượng này? Comment chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận và tiếp tục ủng hộ 8TV bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị nữa nha.